Nhà có chị đẹp tâm lý lắm, biết mình sắp hẹn với crush nên sáng ra để lại cho mình tô bún mắm. Bảo đảm ăn tô này xong là crush nhớ cái mùi hương nồng say của mình hoài luôn. Để kể cho các bạn nghe, Valentine mỗi năm mình toàn ăn với ngủ, còn năm nay thì cũng vậy. Nhưng mà được cái đang tập tành nấu một bữa ăn lãng mạn để rủ crush qua. Nè, thấy trái tim đầy nhiệt huyết của mình chưa? Bên nướng bên lẩu trong một cái nồi con gấu màu hường, quá dễ thương, quá tiện lợi luôn. Bởi vì bữa hẹn nên mới đầu tư cái nồi này nè. Chưa gì mà thấy ưng cái nồi hơn crush rồi nha. Rồi tới cái khúc crush nhìn thấy cái nồi này có chết mệt mình chưa ta? Kiểu nghe cái mùi lẩu thái tôm chua cay này là kiềm lòng không nổi rồi á. Tính ra cũng tiện, không ăn nướng nữa thì đựng đồ ăn cũng được ha. Ta nói cái nồi nó sôi không kịp ăn luôn á, lẹ dễ sợ. Mà chỉnh nhiệt độ nướng lẩu là hai cái riêng biệt á nha. Phải nói là nấu thử ăn thử nhưng mà nó ngon thiệt á. Ghiền nhất là mấy con tôm càng cái đầu gạch béo ngậy này nè. Đã vậy còn chắc thịt chấm thêm miếng nước mắm cay cay. Nhai nó dai dai sừng sực dính dễ sợ. Mà nhớ bữa đi Hà Long ăn mấy con bề bề riết mà ghiền luôn á. Cái thịt tôm tích ta nói nó ngọt dễ sợ. Mà ăn lẩu khoái mấy cái bước nhúng nhúng rồi lấy răng liền vậy nè. Kiểu nó vừa chín tới ăn nó vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Giống như cái miếng bò vừa mềm vừa thấm vị nước lẩu này nè.